Quá căng rồi anh chị ơi, quá căng rồi. Ngày hôm nay CEO Nguyễn Phương Hằng đã chính thức lên tiếng để đáp trả lại cái tin đồn mà ngày hôm qua một số kênh sóng đã chia sẻ là bà đã bị chồng của mình, tức là ông Dũng Rồi Dôi, tát thẳng vào mặt. Đừng phá sự nghiệp tao nữa, thầy Minh Tuệ là chân tu, của một số những cái kênh sóng họ chia sẻ cái thông tin không đúng sự thật, khiến cho bà ngày hôm nay rất là bức xúc. Và bà đã lên tiếng thẳng mặt một số những cái kênh sóng đó. Và đặc biệt thì trong cái buổi chia sẻ thì bà cũng có nhắc về cái vấn đề của là cái ông YouTuber Hoàng Duy Hùng thì một số anh chị gọi luật sư, nhưng mà riêng với cá nhân em thì em chỉ gọi ông ta là YouTuber mà thôi, tại vì ông này không phải là luật sư ở Việt Nam. Và ông ta là nỗ lực ở đâu không mình thì cũng không biết là ông ta có học lực hay không, có chứng chỉ hành nghề ở Việt Nam hay không, cho nên mình thấy ông ở Việt Nam chỉ gọi là một YouTuber. Và cô Hằng cũng đã gọi như là chia sẻ đó, thì cũng là sẽ là liên hệ với là bên phía là lãnh sự quán để mà đề nghị xem xét ông này, kiện lên gọi như là tới tổng lãnh sự quán. Tại vì ông này là người nước ngoài, đã có rất là nhiều những cái bình luận, những cái lời nói để nói xấu về cô Hằng. Và đặc biệt là trong cái livestream này đó, thì cô Hằng cũng có lên tiếng để nói về vấn đề của thầy Minh Tuệ luôn. Cũng khá là căng đó. Thì bây giờ sẽ mở cho anh chị mình nghe là cô Hằng đã lên tiếng để đáp trả như thế nào. Rồi, mà anh chị. Cuộc chơi tôi không muốn liên quan nữa, nhưng muốn tử hình tôi dùng những lời lẽ để sát phạt tôi, sát thương tôi, tổn thương tôi phải lên tiếng. Là bởi vì sao? Nếu ai chửi vợ ông có cam tâm không mà tôi đụng chạm gì ông? Cái thuyết âm mưu của ông bị bể ra cho nên ông dễ đặt đúng không? Bây giờ ông lên đàn, ông lên coi như là đăng đàn nói chuyện tiếp với tôi đi. Nói đi, tôi sẽ thưa ra Bộ Ngoại giao và kể cả lãnh sự quán Mỹ để yêu cầu trục xuất ông vì ông đánh phá vào công ty Đại Nam và đánh phá vào cá nhân tôi, xúc phạm nhân phẩm của tôi. Tôi chưa từng quen biết với ông. Cái đồ bái dơ ai quen biết? Xong rồi đi xóa hả? Muộn rồi. Đi xóa những cái đoạn mà gọi là biết rằng dính vào 331. Đi xóa hả? Muộn rồi. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ chơi một cuộc chơi pháp lý. Con Dung nè ha. Rồi thằng Bảy Gà nè. Đầy đủ hết. Tao đã nói rồi, cuộc chơi pháp lý bắt đầu. Đúng không? Nhưng đừng đi quá giới hạn. Luật nào cũng chơi. Cần thiết tôi chơi luật rừng với tụi bay luôn. Đi thưa đi. Đúng không? Một sự cái là dối trá điêu hoa, tụi bay tập kết với nhau. Tụi bay tôn thờ ông Minh Tuệ, cái đó là quyền của tụi bay. Tao không tôn thờ làm gì tao. Tao chỉ tôn thờ tổ tiên ông bà, đất nước quê hương tao thôi. Cái nơi tao sinh ra là của quyền sức tổ, là tổ tiên ông bà. Còn tụi bay tôn thờ kệ bà tụi bay, mắc mớ gì. Tao đã nói với ổng chưa, đã làm với ổng chưa. Tụi bay vậy đặt vô hán tụi bay vậy, như nước sôi đổ với hán vậy. Rồi súng nhau đi chửi tao. Thì đầu tiên là nói về cái vấn đề của là cái ông YouTuber Hùng đó. Thì cô Hằng cũng đã chia sẻ là sẽ nhờ bên phía là tổng lãnh sự quán, mà ổng thì nói chung là hình như là sợ thì đã xóa một số clip rồi. Thì không biết là ổng ở đâu, hình như là đang về ở Cần Thơ hay sao đó anh chị. Thì không biết là ổng về đi chơi hay là về định cư luôn. Thì cái này là mình không có rành, nhưng mà thấy ông này thì lên trên mạng khá là nhiều. Một ngày thì ổng lên là 7-8 tập cũng có, để kiếm tiền YouTube. Và nghe đâu thì nói chung là cái đạo đức của ông này thì cũng kém lắm ha. Lấy một cái cô vợ thì đâu là, nghe đâu là hôm nay mới có là hai mấy chủ đầu thôi, thì cũng không biết làm sao mà có thể là cái mối tình này nó đến với nhau được, cũng không rành, không biết ha. Mà ông này thì nói chung là không biết là ghen ghét gì cô Hằng, mà cứ thấy cô Hằng lên là bắt đầu lại cứ kiếm chuyện. Và bây giờ là cô Hằng nói là cái vấn đề mà mấy anh chị đó, số những người mà ngưỡng mộ sư Minh Tuệ
các anh chị có ngưỡng mộ đó là cái quyền của anh chị, cô Hằng không ngưỡng mộ là quyền của Hằng, nhưng mà cô Hằng cũng chưa nói gì đến là thầy Minh Tuệ, thì không biết lý do gì mà các anh chị cứ nhảy vào để tấn công cô. Bây giờ thì cái cuộc chiến pháp lý sẽ bắt đầu và cô sẽ là chơi pháp lý với những cái con người mà cô đã nhắc tên. À, tụi bay không cam tâm đúng không? Yên tâm đi, cái con dịch tân này nè, nó lòi đó một ổ nữa đó là tụi bay tha hồ, tụi bay tung hê nha. Đâu còn đó, chó chưa có tha đâu. Tất cả những gì tao nói đều có hết, kiểm chứng lại đi, có nói sai không? Tao đâu có rảnh, tao đi nói sai, tao đi giả cho mặt tao. Nhưng mà tụi bay cố tình, tụi bay cố gắng, tụi bay làm nhục tao trước công chúng, nhưng tao không hề nhục. Đi tù tao còn chưa nhục nữa, tụi bay là cái gì? Tao đâu có đi lường gạt. Bây giờ tụi bay kiểm chứng lại hết đi. Chẳng qua là còn mỗi một cái là tao đẹp quá, tao nhiều chồng, tụi bay ức đúng không? Chẳng lẽ cái chuyện tao nhiều chồng, tao mê trai, tụi bay đau khổ dữ vậy sao? Lý do gì kỳ vậy? Tao đâu có đi hốt của ông bà nhà tụi bay, mà tụi bay đau đớn quằn quại như con chó dại vậy. Tụi bay mở bao nhiêu cái nick giả, tụi bay vô tụi bay chửi tao, mà tao đứng rực rỡ, đứng ngời ngời và biết bao nhiêu người thương mến tao. Có đúng vậy không quý vị? Cho nên đó, tôi nói với ông Duy Hùng á, cái loại của ông á không có trong mắt chúng tôi. Chính ông là người tìm cách để liên hệ lấy về làm cố vấn cho tôi. Ông có tư cách gì làm cố vấn cho tôi với anh Dũng? Cái bản thân ông có cái gì? Sao không tự coi lại mình đi? Khi mục đích nó không thành công, ông quay qua ông chửi rủa tôi vô cớ, mặc dù tôi không biết ông là thằng bá dơ nào. À, và có thêm một cái thông tin mà cô Hằng tiết lộ là cái ông Hùng này đã từng tìm đến để mong muốn là làm cố vấn cho cô Hằng cũng như là chú Dũng, và đã bị từ chối. Thì có lẽ là đây rằng là cái lý do mà vì sao ông Hùng này là ông đã là cai cú cô Hằng và chú Dũng, và thường xuyên lên bài để là tấn công, để là này là gọi là trả thù đó, trả đũa đó. Cũng khá là ghê gớm ha. Có đúng không quý vị? Bây giờ ông im, tới phiên tôi nói nè. Tôi nói xong tôi sẽ lật mặt ông ra. Nếu như tôi chửi vợ ông như ông từng chửi vợ ông Dũng là voi á, ông nghĩ sao? Tư cách gì? Ông tư cách gì ông chửi tôi? Ông đòi tuyên án tử hình tôi, có đúng không quý vị? Tôi làm gì ảnh hưởng tới ông? Tôi làm gì nguy hại tới đất nước này mà đòi tử hình tôi? Cái miệng của ông nói ra rất là tàn nhẫn. Con vợ ông mới 21 tuổi à? Ông có tin là 15, 20 năm nữa nó không cắm sừng ông không? Ông có tin là ông sống với nó, bây giờ bỗng nhiên ông bị đột biến, đột quỵ, ông nằm chỗ, ông nghĩ là vợ ông chung tình với ông không? Ông có bằng chứng gì mà ông nói tôi cuồng cuộn thế này thế kia? Ông có cuồng cuộn không? Bây giờ ông hỏi đi. Ông nằm kế một con vợ á, nó đáng tuổi cháu ông á, ông ôm ấp á, ông hút. Cho gia đình mình đi, rồi giúp dân đi. Lúc đó đó mới đáng kính trọng đó, đúng không? Còn tụi bay bày đàn nhau, trời ơi, tôi nói đụng với ông Minh Tuệ. Tôi nói tôi kêu vậy là tôi đã quá lịch sự rồi, đúng không? Sự thật sẽ lột trần ra tất cả. Tin tôi đi, công an Việt Nam rất giỏi. Có một thế lực nào vô đây làm được cái gì không? Đừng có ảo tưởng. Tụi bay đủ chiêu trò lọn lắm, đủ kiểu. Tụi bay thèm Đại Nam tao lắm đúng không? Mê Đại Nam tao lắm đúng không? Mê bà Hằng lắm đúng không? Nghĩ rằng bà Hằng đi về, bà Hằng sẽ căm hận. Không nha, cái nào ra cái đó nha. Toàn dân này có cả trăm triệu người, một hai người làm cho tôi đau khổ chưa nghĩa địa gì hết nha. Nhưng hay, tụi bay đi chửi tao hàng ngày hàng giờ có cái tội gì ngoài tụi bay nói tao mê trai? Có con nào không mê trai không, chỉ cho tao coi. Trời sinh đàn bà ra để làm cái gì mà sinh đàn ông ra để làm cái gì? Để mê nhau. Tại sao tụi bay ngu muội đến nỗi mà tụi bay chỉ có nhiêu đó tụi bay nói hoài tụi bay không thấy nhục hả? Chồng tao không phán xét tao, mắc mới gì tụi bay đau đớn dữ vậy? Hay là tụi bay không
ao đủ điều. Nhớ nha, nhân quả là một vòng tròn đó. Sẽ có một lúc nào đó tụi bay sẽ học được một bài học, mà tụi bay sẽ nhận ra là mình đã gieo nhân cách, mình gặt hậu quả. Nhân quả là có thật, và tâm linh cũng là có thật theo quý vị. Tại sao? Rất nhiều câu chuyện tôi chưa tiện nói cho mọi người nghe. Chứ không phải là tôi không, tôi ngu, tôi dốt, tôi không hiểu biết đâu. Bây giờ quy ngược trở lại nói rằng là tôi theo phản động rồi tôi thương yêu tụi phản động. Không hề. Biết không? Cho nên làm. Và tới ngày hôm nay có ai thấy bà dịch tân dịch giật đó đâu không vậy? Tôi còn muốn khuyên quý vị nữa. Chẳng hạn như tôi nói á, thằng Đàm Minh Quân là thằng nào tôi không biết mặt, nhưng rõ ràng nó vô trong trại giam, mà người làm cho tôi đau khổ chưa nghĩa địa gì hết. Thì nói chung là anh chị là cũng nghe, nói chung là cái nội dung thì nó cũng là đầy đủ rồi đó. Cái vấn đề mà cô Hằng lên tiếng để mà phản hồi về cái thông tin là bị chú Dũng mà bộp tai, rồi những người kia nói xấu cuồn cuộn, rồi mấy ông này mấy ông kia, rồi vân vân. Thì nói chung mình thì cũng không có nói, cũng đánh giá gì, nhưng mà cô Hằng nói chung là cũng chưa có đụng chạm về ai. Khi mà cô Hằng từ ở trại giam là cô Hằng về chỉ nói là cái vấn đề là Sư Minh Tuệ đúng hay sai gì, mới nói con câu là nhiều người lên chửi bà này kia cái nọ rất là nhiều. Thì mình thấy cũng như vậy là cũng không có là công bằng đối với cô. Khi nào mà cô chửi là thầy Minh Tuệ nhiều thì chị nói bây giờ nó thẳng ra vấn đề của thầy Minh Tuệ khối cái để nói, đặc biệt là bên phía là gia đình của thầy, những người anh em trong nhà của là thầy Minh Tuệ đó. Anh chị là bây giờ thấy làm những cái kiểu nói chung tuy rằng là không có vi phạm pháp luật, họ có thể làm được như buôn bán đồ, mở cốc ra để tham quan là vẫn được, nhưng mà rõ ràng là họ đang lấy hình ảnh của thầy Minh Tuệ ra để họ kiếm tiền. Nó không còn tốt đẹp như những ngày đầu, như gì họ nói nữa. Thì có phải là đó là sai hay là không? Mà nhiều khi mà cô Hằng lên tiếng về những cái đúng cái sai thì các anh chị lại lên tiếng để chửi cô Hằng. Thì nói chung là cô Hằng cũng đã nói rồi, thời gian sẽ trả lời. Thì hôm nay thì em cũng chia sẻ đến đây thôi. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi nha. Rồi em sẽ tiếp tục quay trở lại để cập nhật và chia sẻ những cái thông tin mới tiếp theo. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị.